Kính thưa các đồng chí và các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hồ Tiến Thành, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Loi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đến với hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh lần thứ 5 năm 2024 do tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức, tôi xin phép trình bày chuyên đề Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng phát huy sức mạnh truyền thống, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Kính thưa các đồng chí và các bạn, lực lượng Bộ đội Biên phòng là thành phần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được Đảng và Bác Hồ kính yêu quyết định thành lập ngày 3 tháng 3 năm 1959. Trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nói riêng luôn vững vàng về chính trị, sắc bén về nghiệp vụ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phát huy truyền thống tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với những chiến công của mình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã vinh dự được nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, còn có 8 tập thể và 4 cá nhân được nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 7 huân chương quân công, 238 huân chương chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, lập nhiều chiến công, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Kính thưa các đồng chí và các bạn, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng, lực lượng thanh niên đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Với lý tưởng hoài bão cao đẹp, các thế hệ thanh niên Bộ đội Biên phòng không quản ngại hy sinh, gian khổ, cống hiến tuổi trẻ, tâm huyết, sức lực, trí tuệ cho đất nước, dân tộc. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tinh thần cống hiến ấy cần tiếp tục được bồi đắp, phát huy, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An luôn khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, góp phần xây dựng Đảng bộ, Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Lấy khát vọng cống hiến làm lẽ sống với khẩu hiệu Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, và thực hiện tốt phương châm 3 bám, 4 cùng: bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn ở nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc, nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, những hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ mang quân hàm xanh, giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, xây dựng nhà ở, phòng chống dịch bệnh, nâng đỡ, chắp cánh ước mơ cho những phận đời khó khăn vùng biên giới, nâng bước trẻ em tới trường. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh cứu dân trong bão lũ, trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Nhiều chương trình, mô hình sáng tạo hiệu quả đã được triển khai như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, chương trình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng, dự án Cán Bộ Chiến Sĩ Quân Đội Nâng Bước Em Tới Trường, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Chiến Dịch Thanh Niên Tình Nguyện Hè, Ngôi Nhà Thiện Nguyện Ai Cần Đến Lấy, Ai Có Sẻ Chia. Trong trận lũ quét lịch sử năm 2022 tại huyện Kỳ Sơn làm thiệt hại hơn 80 tỷ đồng, 621 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng. Với tinh thần vì nhân dân quên mình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ quét được hơn 1.400 ngày công, kêu gọi các tổ chức thiện nguyện ủng hộ người dân bị thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, luôn duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát được hơn 576 lượt trên 3.014 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, phối hợp các lực lượng
bắt, khởi tố 156 chuyên án, vụ án trên 215 đối tượng, tang vật thu giữ 57 bánh heroin, hơn 70.000 viên ma túy tổng hợp, 48 kg thuốc nổ, 89 kg pháo, xử phạt vi phạm hành chính 142 vụ trên 212 đối tượng, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 360 triệu đồng. Với những việc làm thiết thực đó đã góp phần tô thắm vào truyền thống, lan tỏa sâu rộng phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Kính thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động. Thiên tai, bão lũ, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình Biển Đông có nguy cơ xảy ra tranh chấp, xung đột cao, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chức sắc cực đoan, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong xã hội để xuyên tạc, vu khống, kích động, lôi kéo người dân tập trung, biểu tình, gây rối, bạo loạn, tác động lớn đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng của Bộ đội Biên phòng tỉnh nhà. Kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nói riêng, cần tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hành động cách mạng đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau. 1. Mỗi đoàn viên thanh niên cần phát huy tính tự giác, rèn luyện, đạo đức, trách nhiệm nêu gương của thanh niên Bộ đội Biên phòng. Đây là giải pháp mang tính quyết định bởi đạo đức cách mạng do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. 2. Là cần phải nêu cao đạo đức cách mạng gắn với tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước. 3. Là mỗi thanh niên phải thường xuyên bồi dưỡng, tìm hiểu, trau dồi khả năng trình độ lý luận chính trị để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thanh niên có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng, những vấn đề lý luận thực tiễn xã hội đặt ra, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 4. Là thường xuyên nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ giá trị và xác lập các tiêu chí cụ thể của hình mẫu thanh niên Việt Nam, trong đó yêu cầu về đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay phải làm gốc xây dựng tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng vừa hồng vừa chuyên, xung kích, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 5. Là tích cực bồi dưỡng năng lực, trí tuệ sáng tạo, mở rộng môi trường phát triển, đưa thanh niên vào hành động trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tiếp tục duy trì, nhân rộng phát triển nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả mới trong giúp đỡ đồng bào, nhân dân, biên giới, hải đảo phát triển kinh tế xã hội. Để làm tròn nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc, nhân dân và quân đội giao phó, hơn lúc nào hết với tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng cần phải tiếp tục được phát huy cao độ, góp phần làm sáng ngời truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và nhân dân trao tặng.